Chào mừng anh em đến với xem gì hôm nay. Con người sẽ bất tử trong tương lai gần. Trước giờ tôi mới chỉ thấy các vị thần, các siêu anh hùng trong bom tấn Hollywood hoặc là thần thánh trong Tây Du Ký là bất tử thôi. Chứ người thực đời thực bất tử thì đúng là tôi chưa dám tưởng tượng. Anh em đã bao giờ nghĩ là mình sẽ bất tử chưa? Có thể là anh em không tin nhưng có rất nhiều người tin đấy. Vì đây không phải là một phát ngôn ngớ ngẩn của một anh hùng bàn phím ngáo quyền lực đâu. Tất cả đều có cơ sở rõ ràng. Muốn biết rõ hơn về sự việc này thì mời anh em xem video ngày hôm nay. Vào năm 2015, nhà tương lai học Ray Kurzweil đã đưa ra một dự đoán gây chấn động. Đến năm 2030, con người sẽ có thể đạt được sự bất tử. Thoạt đầu ai nghe xong cũng tỏ ra khó hiểu trước dự đoán này của ông. Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Nếu mà là bà hàng xóm nhà Sơn Tùng MTP hoặc bà hàng xóm nhà tôi thì thông tin này sẽ bị vứt vào sọt rác ngay lập tức. Thế nhưng đó lại là Ray Kurzweil, một cái tên uy tín trong làng khoa học. Kurzweil là một nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu với công trình đã được nhiều tổ chức nổi tiếng công nhận và trao giải. Năm 1999, ông nhận được Huân chương Công nghệ Quốc gia danh giá. Năm 2002, ông được vinh danh vào đại sảnh danh vọng nhà phát minh quốc gia. Ông đã tạo ra chiếc máy đầu tiên có khả năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói để giúp đỡ người mù và phát triển một hệ thống tổng hợp có khả năng mô phỏng hoàn hảo âm thanh của một chiếc dương cầm và các nhạc cụ trong dàn nhạc. Ngoài ra, ông cũng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại Google. Sương sương vậy cũng đủ để mọi người há hốc mồm về trình độ của Kurzweil rồi. Kể chi tiết thì tôi sợ hết ngày mất. Với bộ óc ao trình nhiều tỷ người trên trái đất, Kurzweil từng có những dự đoán chính xác khiến nhiều người trong ngành phải thán phục. Năm 1990, ông dự đoán kỳ thủ cờ vua giỏi nhất thế giới sẽ thua một chiếc máy tính vào năm 2000. Và điều đó đã xảy ra vào năm 1997 khi Deep Blue, máy tính chơi cờ vua do IBM phát triển, đánh bại siêu đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov. Vào năm 1999, ông lại dự đoán vào năm 2023, một chiếc máy tính xách tay trị giá 1.000 đô la Mỹ sẽ có dung lượng lưu trữ và khả năng như bộ não con người. Và kết quả thế nào thì chúng ta cũng có thể thấy. Hơn một tháng trước, kênh YouTube Adagio đã tải lên một video, trong đó anh tóm tắt lại những ý tưởng chính và những dự đoán táo bạo nhất của Ray Kurzweil trong cuốn sách The Singularity Is Near được xuất bản năm 2005. Trong số đó có một ý rằng, đến năm 2030, công nghệ nano sẽ cho phép con người chữa khỏi bệnh thông qua những robot nhỏ có khả năng sửa chữa cơ thể chúng ta ở cấp độ tế bào, cuối cùng cho phép chúng ta đạt được sự bất tử. Ngoài tác dụng chữa bệnh và ngăn ngừa lão hóa, công nghệ sẽ cho phép chúng ta ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà không lo tăng cân hay là gây hại cho cơ thể. Video vừa được đăng lên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả các nhà khoa học cho đến người thường. Đây quả là một dự đoán không ai lường trước được, riêng khoản ăn mà không béo là đã thấy đỉnh của chóp rồi. Trái ngược với nỗi sợ hãi của một số người, Kurzweil tin việc cấy máy tính vào não sẽ giúp con người trở nên tốt hơn. Khái niệm về các cỗ máy nano được đưa vào cơ thể con người đã có trong khoa học viễn tưởng trong nhiều thập niên. Ông Kurzweil nói rằng sẽ có thể đáp ứng nhu cầu vật chất của tất cả mọi người. Quá trình này bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước với những thiết bị đơn giản như là kính đeo mắt, sau đó là những máy móc tốt hơn như máy trợ thính và các thiết bị cứu mạng người như là máy điều hòa nhịp tim và máy lọc máu. Và giờ đây là các cơ quan được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, phẫu thuật gen. Nếu những dự đoán của ông chính xác thì chúng ta chỉ cần vượt qua 7 năm nữa để có thể chạm tới cơ hội duy trì sự sống mãi mãi. Chúng ta sẽ có thể tăng tuổi thọ của con người thêm hơn 1 năm mỗi năm, Kurzweil chia sẻ. Tuy nhiên, một phần của quá trình này sẽ tiến tới điểm kỳ dị khi các nanobot chảy trong huyết quản của chúng ta với nhiệm vụ sửa chữa và liên kết não của chúng ta với dữ liệu đám mây. Khi điều này xảy ra, con người sẽ có thể gửi video hoặc email trực tiếp từ bộ não của mình cũng như là sao lưu ký ức, ông cho biết thêm. Đối với Kurzweil, điểm kỳ dị không phải là thứ đáng sợ mà là bước đột phá sẽ cải thiện con người để rồi cuối cùng khiến chúng ta trở nên giống như là thần thánh. Chúng ta sẽ trở nên hài hước hơn, quyến rũ hơn, thể hiện tình cảm yêu thương tốt hơn, ông cho biết. Không chỉ vậy, con người còn có thể làm được những điều phi thường như là truy cập 10.000 máy tính trong 2 giây qua mạng không dây,
cũng như sức mạnh tính toán tự nhân lên gấp 10.000 lần. Đó chính xác là những gì chúng ta sẽ làm với vỏ não mới của mình, Cobell chia sẻ. Trong một hồ sơ của tờ Reuters năm 2009, hãng thông tấn này đề cập đến một cuộc phỏng vấn với Computer World, trong đó nhà khoa học giải thích, việc nhận thức đầy đủ về nanobot về cơ bản sẽ loại bỏ các bệnh sinh học và lão hóa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy việc sử dụng rộng rãi các thiết bị công nghệ nano trong 20 năm tới thực sự tạo ra những thành quả nhất định cho con người. Trong 30 hoặc 40 năm nữa, chúng ta sẽ vượt qua bệnh tật và lão hóa. Nanobot sẽ khám phá cơ quan và tế bào cần được sửa chữa và sửa chữa chúng. Điều đó sẽ giúp kéo dài sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Trên thực tế, công nghệ nanobot đã từng được sử dụng để đưa thuốc vào các khối u não. Thế nhưng nếu không có những tiến bộ đáng kể diễn ra trong vài năm tới, thật là khó để biết rằng chúng ta có thể đạt được điểm bất tử trong vòng 7 năm tới như Cobell đã đề cập. Mặc dù dự đoán có vẻ giống như là một bộ phim khoa học viễn tưởng, rất khó tin, nhưng nhiều dự báo của Cobell trước đây thì đều đã thành hiện thực, cộng với uy tín, trình độ được cả thế giới công nhận, thì những phân tích và phán đoán của ông vẫn được lưu tâm. Nhưng tôi nghĩ dù là có giỏi đến mấy, ông cũng không đoán được là hôm nay đề về bao nhiêu đâu, anh em chỉ nên tập trung vào mảng khoa học thôi. Nhìn thẳng vào thực tế thì vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến các công ty công nghệ hàng đầu như là Google và Microsoft giới thiệu các chatbot được hỗ trợ bởi AI. Điều này cũng dẫn đến nỗi lo sợ về tương lai, liệu AI có thống trị cả loài người? Một số tên tuổi lớn nhất của thế giới công nghệ bao gồm cả Elon Musk đã kêu gọi dừng các phòng thí nghiệm AI với lý do là rủi ro sâu sắc đối với xã hội và nhân loại. Hàng chục nhà lãnh đạo công nghệ, nhà nghiên cứu và giáo sư đã ký một bức thư được đưa ra chỉ 2 tháng sau khi OpenAI công bố GPT-4, một phiên bản mạnh mẽ hơn của ChatGPT. Bức thư cho biết, AI với những bước tiến vượt bậc có thể đại diện cho một sự thay đổi sâu sắc trong lịch sử sự sống trên trái đất và cần được lên kế hoạch và quản lý với sự quan tâm và nguồn lực tương xứng. Thật không may, việc lập kế hoạch và quản lý AI vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính người sáng tạo ra chúng. Xem xét những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của các công ty như Neuralink, BrainXO hay là MindBay của Elon Musk, những dự đoán của Cowell dường như là không quá xa vời, nhưng mà liệu chúng ta có trở nên bất tử không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên, có thể bất tử hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng mà cố gắng sống khỏe, sống lành mạnh thì là điều nên làm hàng ngày. Chúc anh em có một cuộc sống mỹ mãn mà không cần bất tử. Cảm ơn anh em đã xem video của chúng tôi. Anh em đừng quên like video và subscribe kênh Xem Gì Hôm Nay để cùng nhau thảo luận về nhiều vấn đề thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!